Xin chào cô chú và anh chị đã quay lại kênh Nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Lời nói đầu tiên, em kính chúc quý anh chị có ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân nha. Hôm nay em về khu phố 4 thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị à, xem một thửa đất có tổng diện tích là 225 m2 Trước tiên thì em xin giới thiệu về con đường đi cho anh chị và cô chú à, nắm thông tin rõ hơn. Hiện em đang đứng ở đoạn đường à, tỉnh lộ 867. Anh chị rẽ phải á, là di chuyển qua Thạnh Hóa, à, Long An à, khoảng là 6 km. Và con đường bên đây là anh chị mình à, di chuyển về à, ngay chậu vòng xây à, của quyền Tân Phước à, khoảng là 500m nha. Thợ đất mà hôm nay em giới thiệu anh chị á cách đường tỉnh lộ 867 khoảng là 30 mét thôi con đường anh chị di chuyển vào là đường bê tông rộng khoảng là 3m ô tô khoảng 4 chỗ 7 chỗ là anh chị di chuyển thoải mái luôn nha ở đây thì có điện nước, à, wifi à, có đầy đủ và khu dân cư, nhà cửa ở à, rất là đông đúc, à, rất là thích hợp cho anh chị à, cất nhà ở hoặc là buôn bán kinh doanh. Và ở đây thì cũng gần à, chợ Tân Phước và các tiện ích khác như là quỹ ban, à, trường học, à, ngân hàng. Anh chị cách khoảng là 500m thôi nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị à, ngang là 10m và có chiều dài, là 23m à, tổng diện tích là 225 mét à, vuông đất này à, thuộc cây lâu năm à, chưa có thổ cư à, Nếu anh chị có nhu cầu à, để lên thổ cư bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang à, sẽ hỗ trợ à, cho anh chị và cô chú à, để lên thổ cư à, trước phần đất thì cũng có con sông rộng à, khoảng là 20m à, sông này thì cũng liên thông ra ngay chỗ kinh của Nguyễn Văn Tiếp và sông của Nguyễn Tấn Thành à, khoảng là 500 m nha. Rồi em đã di chuyển tới vị trí à, thửa đất mà hôm nay à, em giới thiệu anh chị nè. À, xung quanh thì à, có cột trụ hàng gào à, hết rồi nha anh chị. À, về thì anh chị có mua thì cũng yên tâm về vấn đề là ganh giới. Nếu anh chị ở thành phố Mỹ Tho à, di chuyển về đây á à, khoảng là 17 km nha anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh à, di chuyển về đây à, khoảng là 80 à, km ở à, đây là trước phần đất này anh chị à, có con sông à, cũng rất là lớn ha cho à, lục bình à, che anh chị và một số thì à, có cây tràm à, nên anh chị thấy cũng không rõ ha ở đây thì đất này á à, đang quay về hướng nam nha và con đường này thì cũng liên thông ra đường à, tỉnh lộ 865 à, khoảng là 2 km À, khu vực này thì có đèn đường luôn, à, vị trí này thì em thấy á, à, rất là đẹp luôn đó anh chị à, Hiện cha chủ đang kêu bán à, với giá là 750 triệu, à, giá này à, anh chị còn thương lượng à, chính chủ Nếu anh chị có nhà ý, anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang Bên em à, sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú à, trực tiếp xem thửa đất này và anh chị gặp chính chủ, anh chị trao đổi và thương lượng luôn nha. À, từ vị trí à, thửa đất á, anh chị di chuyển ra đoạn đường à, tỉnh lộ 867 à khoảng là 30 m à, thôi. khu này thì nhà cửa em thấy rất là đông luôn, à, rất là thuận tiện à, cho anh chị à, về đây các nhà ở nha. Và ở đây thì anh chị mình à, di chuyển trường học à, Quỹ ban à, chợ Tân Phước, anh chị à, cách khoảng là 500 m thôi. Vị trí này em thấy rất là đẹp luôn Đất này thì tương đối cao gáo và bằng phẳng Xung quanh thì không có màu mã nha anh chị Đất thì rất là sạch sẽ Trên đất thì hiện tại gia chủ có trồng hai cây dừa nè anh chị Về thì anh chị có thể phía sau á có thể trồng cây ăn trái thêm ha Để em di chuyển ra phía sau Em quay tổng quan cho anh chị mình xem cụ thể hơn để anh chị ở xa à, cũng không mất thời gian à, của anh chị à, về xem thửa đất này. À, xung quanh thì à, gia chủ á đều cầm ganh giới bốn à, góc à, rất là rõ ràng luôn đó anh chị về thì anh chị mua á, thì cũng yên tâm à, đất thì cao gáo luôn à, về thì anh chị à, bông cát à, chút đỉnh nữa ha là anh chị mình là nhà ở là vô tư luôn. Bên em thì cũng có nhận à, ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế à, xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị á sang lắp mặt bằng à, xây nhà vườn lên thổ cư nếu anh chị có nhu cầu bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ à, cho anh chị và cô chú à, đủ điều kiện luôn nha em cũng xin nhắc lại à, thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú à, nắm lại một lần nữa nha à, hiện tại em đang đứng ở à, khu phố 4 thị trấn Mỹ Phước huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị à, xem một thửa đất có tổng diện tích là 225m2 à, ngang là 10m và có chiều dài là 23 Hiện gia chủ đang kêu bán à, với giá là 750 triệu à, giá này à, anh chị còn thương lượng với chính chủ nha Nếu anh chị có nhà ý anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang bên em à, sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị vào khu chú à, trực tiếp xem thửa đất này và anh chị gặp chính chủ anh chị à, trao đổi ha mọi ý kiến thắc mắc anh chị cứ để lại bình luận bên dưới bên nhà đất nguyễn tùng tiền giang sẽ trực tiếp giải đáp thắc mắc để anh chị à, nắm hiểu rõ hơn hoặc anh chị liên hệ bên nhà đất nguyễn tùng tiền giang à, bên em à, sẽ trực tiếp tư vấn và trao đổi à, với anh chị ở đây thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ trường học quỹ ban à, ngân hàng anh chị cách khoảng là 200m thôi à, diện tích ngang thì 10m à, gia chủ thì đã cầm ganh giới à, rất là rõ ràng à, anh chị có mua thì cũng yên tâm ha và con đường phía trước thửa đất á, là con đường bê tông rộng khoảng là 3m à, ô tô à, khoảng 4 chỗ à, 7 chỗ anh chị à, di chuyển à, rất là thoải mái luôn và ở đây thì có điện nước, à, wifi, à, có đầy đủ và khu dân cư, nhà cửa ở à, rất là đông đúc, à, rất là thích hợp cho anh chị à, cất một cái ngôi nhà và buôn bán kinh doanh à, rất là tiện ích luôn ha và trước à, phần đất thì cũng có con sông rộng à, khoảng là 20m, à, không khí thì rất là mát mẻ và trong lành luôn. À, hàng xóm đây thì rất là vui vẻ và hà đồng nha anh chị. Anh chị ghẻ trái là di chuyển ra đường tỉnh lộ 867 khoảng là 30m thôi. Và anh chị ghẻ phải là di chuyển về ngay chỗ công viên của huyện Tân Phước và vòng xây của huyện Tân Phước khoảng là 500m. Anh chị ghẻ trái là di chuyển về Thạnh Hóa, Long An khoảng là 6km nha. thửa đất này thì nằm ngay vị trí rất là đẹp nha anh chị. À, khu dân cư nhà cửa rất là đông à, về đây thì anh chị các nhà thì em thấy á, rất là hợp lý luôn nha à, video thì em quay à, cũng khá là dài rồi à, em cũng xin chân thành à, cảm ơn quý anh chị đã bỏ chút ít thời gian à, xem video của em à, nhớ ủng hộ em một lượt like một lượt đăng ký một lượt chia sẻ sẽ là động lực à, giúp cho kênh của em ngày càng phát triển hơn cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video hẹn gặp lại quý anh chị ở những phần video tiếp theo nha